Hello anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Hải Long Xong Linh Kiện DIY. Thì hôm nay mới có thời gian lên video cho anh em, đáng nhẽ là lên video sớm cho anh em 3-4 hôm trước rồi đó. Nhưng mà đặt hôm bữa về nhập về cái lô búa rồi bê tham quá bên đi trên trần, mấy hôm nó đau lưng nên nằm bẹp em không có làm video được. Hôm nay nó đỡ đỡ mới làm video đăng lên cho anh em coi ha. Thì đợt này em mới về thêm được một lô búa tạ của thằng Dewalt. Thì nó có 2 ký 2, có 1 ký 6 và 1 ký 1, cũng như là búa đóng đinh rồi búa rìu của Husky với cả Head của Mỹ. Đợt này thì cũng về thêm được mà CB nữa. Đợt này CB về cũng rất là nhiều. Rồi đầu quạt đợt này thì đủ 2 model. Nó mới giao thêm được đâu 100-200 con chip nhớ, thì làm được thêm cả cái model của cái quạt điều khiển bằng remote, cũng như là em về được thêm một ít vòng bi của Nhật Bản, mãi thì em quên mất rồi, để tí nữa review chi tiết cho anh em coi. Cũng như là về được đèn đèn này là đèn led emergency, là đèn này mà nó tích được điện, khi mà mất điện là nó có thể sáng được thêm, nếu mà theo nhà sản xuất này nó sáng thêm được từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ nữa. Rồi thêm em về được thêm một lô bóng đèn LED dài 600, loại 7W, hàng của Camed, hàng thanh lý của bên ban quản lý chung cư tòa nhà. Rồi thì giờ em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một cho anh em coi nhé. À, cũng về thêm được một lô búa tạ, rồi búa rìu, rồi cuốc chim của Dewalt của Mỹ và của Head của Husky nữa, thì cũng cũng review hết cho anh em coi ha. Còn video đợt này, video này toàn đồ cơ khí, video tuần lần sau thì sẽ búa kìm dao kéo đồ Kabushi Nhật, cũng như là đồ ổ cắm điện, phích cắm điện thì em sẽ làm ở cái video sau. Chứ video này bày đồ ra đây là nó cũng chặt hết rồi, chả còn chỗ nào để nữa. Bây giờ em đi vào review chi tiết từng sản phẩm một cho anh em coi nhé. Okay. Trước khi mà vào review chi tiết từng sản phẩm một ấy, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký kênh, cũng như là ấn nút chuông để được nhận được những thông báo video mới nhất từ shop, cũng như là anh em liên hệ mua hàng ấy, thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại em để trên bên góc bên trái màn hình, cũng như là nhắn tin cho em qua Zalo, gọi điện không được thì anh em nhắn tin. Cần mua thì anh em cứ nhắn tin, thì nhiều lúc mà gọi điện em bận em không nghe máy được ạ. À. Rồi. Rồi, đầu tiên là CB đi. Em chuyên về CB. Ok. Em chuyên bán về CB. Giờ lên CB trước ha. CB thì đợt này em có 4 mẫu loại CB chống giật cho anh em lắp tổng gia đình ha. Thì có 30A, 40A, 50A và 60A. Hàng nội địa của thằng Nhật Bản thì nó đến từ nhiều thương hiệu khác nhau em. Đó, nó nhiều thương hiệu khác nhau, thì một số anh em hỏi cái video mày lên một một đằng và mày giao cho tao một kiểu, thì đó là em nói trước là cái CB ấy, thì nó tới từ nhiều thương hiệu khác nhau, và CB này thì em bảo hành cho các bác là 12 tháng ha, nên các bác yên tâm, hàng em bán bảo hành và em hỗ trợ cho các bác trong quá trình lắp đặt, sử dụng lắp đặt đều bỏ đều đều hỗ trợ cho các bác. Các bác mà không biết lắp đặt thì các bác cứ nhắn tin cho em, em sẽ gọi điện. Bác nào có Zalo thì gọi điện video, hoặc là còn không có Zalo thì gọi điện trực tiếp để em hướng dẫn các bác vậy thôi. Rồi, thì hôm nay đợt này nó về từ 30, 40, 50 và 60A ha. Đầu lấy con 30, 40 trước ha. Đây là 30A ha. Đó, thì hàng này đều là hàng tháo tủ điện công nghiệp của Nhật Bản hết. Thì nó có 3 chân, thì bữa giờ nói cũng rất là nhiều rồi ha.
nó có 3 chân. Thì mình lắp 2 chân ngoài cùng vỏ chân giữa. Chân giữa là nó lối, nó làm cái chân N, nó lối thông từ bên nọ sang bên kia luôn, nó không qua một cái cực nào hết. Còn chống giật thì là hàng nội địa của Nhật Bản, nó chống giật hai cực là hai pha ngoài cùng này, nó đều là hai pha chống giật. Mình lắp nóng nguội bên nào cũng được. Còn một số bác nhắn tin hỏi là lắp nóng nguội bên nào thì nếu như mà theo quy định của bên điện lực thì cứ nóng thì bên tay trái, nguội thì bên tay phải ha. Ra lại cũng vậy. Đấy thôi. Rồi, ok. Thì cái loại 30A này trước giờ vẫn bán 30A chống giật cốc lớn hộp dài của Nhật Bản này, thì nó tới từ nhiều thương hiệu nhé. Đây ví dụ như là Lationla này, cái con này hàng nội địa toàn tiếng Nhật, tôi không biết là của hãng nào luôn á. Nó toàn tiếng Nhật thôi, em không có biết. Ok. Thì cái này nó có dòng dò từ 15 tới 30mA. Đây này. Nhỏ nhất là 15 này, lớn nhất là 30mA, thì trong cái khoảng từ 15 tới 30mA là CB nó nhảy rồi. Thường nếu mà dò dỉ điện ra ấy, thì nó cũng vượt mức từ 15mA trở lên rồi. Nên cứ dò dỉ điện là CB nó nhảy liền ha. Rồi thì cái con 30A này em bán với giá là 170.000 nha. 30A cốc 30A hộp dài nắp tổng ra đây 170.000 ha. Hàng bảo hành 12 tháng. Hàng thì mới từ 80 đến 90% tùy từng con. Có những con thì nó bị xước xước một xíu, thì trong quá trình mà vận chuyển đi thì nó bị cọ, nó bị xước một xíu thôi, nhưng mà không vấn đề gì cả. Hàng thì đã dán tem hết cho các bác rồi này. Dán tem bảo hành hết rồi nha. Em thì bảo hành online, cũng như là em dán cái tem này thì để nhận biết là hàng của em bán thôi. Bảo hành online này, mai các bác khi mà em lên đơn cho các bác ấy, là cái CB được tính bảo hành từ cái ngày mà em lên đơn cho các bác ấy, là em bán, em quản lý trên phần mềm bán hàng ấy, là đã ví dụ như bán cái CB này đã được em cái bảo hành là 12 tháng, thì từ cái ngày nó bán hàng bán ra cho các bác là sẽ được tính cái thời gian bảo hành là từ cái ngày em lên đơn đó, cứ vậy thôi, nó sẽ trừ dần cho đến hết 12 tháng. Mai mốt các bác mà trong quá trình mua hàng xài trong vòng 12 tháng mà có bị lỗi thì cứ gọi điện cho em và cung cấp cho em cái số điện thoại mà các bác mua đặt hàng cái CB đó, thì em sẽ kiểm tra, và em nếu mà đúng là các bác mua của em thì em sẽ lên đơn trả bảo hành cho các bác đó. Rồi 30A thì là 170.000 nha. 30A thì con này chịu được công suất là 6.800W ha. 6.800W thì phù hợp cho anh em lắp tổng phòng, phòng trọ nhỏ cũng ok ha. Tổng phòng hoặc phòng nhỏ trọ cũng ok, hoặc tổng tầng ha. Rồi 30A 170k. Đây, 40A này. 40A thì 180 nha. 180k. Rồi 40A thì 180k. Giá hơn 10.000. Nhưng mà con này 40A thì chịu được tải là 9.000W ạ. À. Tất cả cái một số bác hỏi là cái A to ấy, thì nó cái độ nhạy của nó có nhạy hay không? Thì các bác đang hiểu nhầm về cái phần A. A này là cái độ chịu tải của nó. Còn cái độ nhạy của nó là cái dòng dò á, thì dòng dò tất cả từ 30, 40, 50 và 60A thì dòng dò của nó, độ nhạy nó là như nhau. Từ 15 tới 30mA nên độ nhạy của nó là như nhau. Dò gì điện ra là nó nhảy rồi. Đó, còn cái A là cái độ chịu tải á, là nó chịu được cái lượng điện, ví dụ như lượng điện đi qua cùng một lúc qua cái tiếp điểm của nó. Ha. Rồi, con 40A này thì giá là 180k ha, hàng cũng bảo hành 12 tháng hết nha. Rồi. Rồi. 50A thì 200k. Hàng em bán bữa giờ em cũng không có lên giá. Dù giá nhập vào nó cũng lên rồi đấy, nhưng mà em vẫn chưa lên giá, tùy những cái mặt hàng nào mà nó
giá lên quá cao em không gánh được thì em sẽ cộng thêm, còn hiện tại bây giờ nó vẫn chưa có lên giá ha. Đó. Hàng thì mới khoảng 85 đến 90%, hàng bảo hành cho các bác 12 tháng. 50A thì giá là 200.000, nắp tổng gia đình từ 2-3 lầu trở lên ha. Đó, hàng dán tem hết rồi. Rồi. Sáu mươi a là 220.000. Rồi 60A thì 220.000, cũng bảo hành 12 tháng. Thì hiện tại thì loại 50 và 60A thì em còn cái loại CB chống chạm chập. Còn 30 40 thì đang hết hàng. Đây. Đây nha. Thì cái này các bác có thể mua, nếu mà các bác hiện tại đang muốn xây nhà mới, các bác sắm một combo này ha. Thích mua 40A thì mua, 50A thì mua và 60A thì mua ha. Mua combo con này thì chống giật này, chống chập này, chống chập, chống quá tải này, còn con này thì là chống quá tải này, chống giật này, chống rò rỉ điện này đó. Thì mình sẽ mua combo như thế này về mình lắp tổng gia đình thì rất là an toàn, rò rỉ điện bị điện giật thì con này nó nhảy, bị chạm chập quá tải thì con này nhảy ha, còn quá tải thì một trong hai con nó sẽ nhảy, con nào nhảy nó sẽ nhảy trước. Đấy thôi. Đó, hàng các bác xem, hàng thì mới 90-95%, hàng thì em bảo hành cho các bác 12 tháng hết nha. Con chống chạm chập 60A này thì là 160, rồi con 50A kia thì là 150, 50A thì là 150k. Hàng em cũng bảo hành cho các bác là 12 tháng hết nha. Đó, thì nó có 3 chân, N1, N với cả L2. Thì mình lắp 2 chân ngoài cùng, bỏ chân giữa đi. Chân giữa này cái chân N là lối thông từ bên nọ qua bên kia, nó không có qua tiếp điểm nào hết. Hàng nội địa Nhật, nó làm điện 110, nó làm vậy. Rồi. Con 50A này thì là 150, loại chống chạm chập nha. 60A thì 160. Vậy thôi. Giá rất là rẻ luôn. Hàng này thì con này nó phải nặng đến 7-8 lạng. Rất chắc chắn luôn. Đây là hiện tại thì hôm nay em có 3 mẫu. Một mẫu 15A, một mẫu 20A và một mẫu 30A ha. Đây mẫu đầu tiên, mẫu 15A trước. Loại này đâu còn khoảng 70-80 con à. Ok, 15A. Em có lắp sẵn rồi, tí nữa em sẽ làm cái clip test từng mẫu một cho các bác coi ha. Thì mẫu 15A này á, thì nó là nó lắp trên cái tủ công nghiệp nên nó dùng cái đầu cốt ghim ha. Đầu cốt ghim thì em sẽ tặng kèm các bác. Đầu cốt ghim thì bác chỉ cần ghim vào đây, ghim chặt vào đây, rồi dùng dây điện mình bấm bằng cái đầu cốt này. Dây điện mình bấm logo code này, mình ghi vào đây. Vậy thôi. Có tặng kèm thêm các bác cả cái khò nhiệt nữa. Cái con nhiệt này nữa. Để cho các bác làm. Thì 15A này thì mình có thể lắp cho những cái thiết bị nhỏ như motor này, như bình nước nóng lạnh này, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa. 15A là được 3.000 hơn 3.000 watt rồi. 15A là được hơn 3.000 watt nên thoải mái nha. Đó thì chống giật, hàng này thì hàng của thằng Mitsubishi nha. Đó. 15A và dòng dò của nó chỉ có 10mA thôi. Hàng này rất là nhạy luôn, bao nhạy luôn. Con này mà lắp cho bình nước nóng lạnh thì quá là ok. Bình nước nóng lạnh thường thì nó chỉ được có khoảng 2.000 đến 2.200 watt thôi. Đây cho các bác xem thông số của nó này. Mười năm A nha. Rồi. Hàng này thì nó mới khoảng 80-85%. Đó, thì em sẽ
tặng kèm các bác đầu cốt này, cứ một con này thì tặng kèm các bác 4 cái đầu cốt ha. Đây thì sau khi mà em làm đấy, đầu cốt ghim này rồi, các bác có kho nhiệt, các bác kho vào như này là đẹp trai ngay đó. Đẹp chắc chắn rồi. Một con như này em bán với giá là 65.000 một chiếc nha, 65.000 một chiếc. Và hàng em bán thì chưa gồm phí vận chuyển nhé. Trước giờ em bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí ship thì tùy. Ở nội thành Sài Gòn thì phí ship 20.000. Nhưng mà tùy từng món. Món nào nó nhẹ thì 20.000. Còn món nào trên 3kg thì từ 30 đến 35.000. Còn đi tỉnh thì tùy. 30, rồi là 40, 45 tùy vào những cái đồ mà các bác mua. Ví dụ như búa, kìm ấy thì búa thì phí ship từ 35 đến 30-35 ngàn. Còn những cái loại mà nặng từ 3kg trở lên thì phí ship khoảng 35-40 ngàn ha. Đang có hai mẫu này. Tiếp theo là cái loại CB chống giật, loại cóc nhỏ. Loại này thì bắt bằng ốc ha. Một loại thì 20A, một loại 30A. 20A này thì giá là 80.000, 30A này thì giá là 85.000 nha. Vẫn vậy em không có lên giá. Giá bán cho các bác bằng cái giá mà em bỏ cho thợ đi lắp cho nhà dân ấy. Thì con này có dòng dò là 15mA ha. Rất là nhạy luôn, con này cũng dòng dò 15mA. Hàng Mitsubishi của Nhật nha. Hàng nội địa Nhật. Ok. 20A là 80.000, 30A là 85.000 nha. Hàng này em cũng còn nhiều. Đợt mới nhập về. Nguyên một dãy à, nguyên một dãy. Toàn CB không ạ? Dưới dây kệ là toàn CB nhỏ. Đó là hàng nhiều. Rồi. Tiếp theo là em sẽ test cho các bác coi này. Đó, em sẽ test cho các bác coi cái mấy cái CB chống giật, hàng hộp lớn này, cốc nhỏ này, hàng 15A này nhé. Em sẽ test chống giật cho các bác coi ha. Test trực tiếp nha. Rồi, clip test CB chống giật loại đầu tiên em sẽ test con 60A loại hộp dài lắp tổng ra đây trước nha. Thì để test được CB này thì mình phải đấu điện nguồn vô trước nha. Đấu điện nguồn vô. Thì đấu vô thì mình ấn nút test thì CB nó nhảy. CB nó nhảy này thì hoạt động bình thường. Thì cái CB này em đang đấu nguồn cho cái đèn bên này nha. Đó, mọi người để ý này. Cái CB nó nhảy liền. Rồi, tiếp theo nữa là test bằng cách cho dò dỉ điện phá nóng ra ngoài ha. Mọi người thấy phá nóng này ha. Để biết được pha nào pha nóng, pha nào pha nguội thì đây. Đó, pha nóng thì cái bút thử điện cảm ứng này thì nó sẽ kêu. Rồi. Đây, các bác để ý nha. Tay em để trên cái thanh nhôm này. Nói chung là hơi tê tê rồi. Sờ tay vào hơi tê tê rồi. Hơi tê tê là CB nó đã nhảy liền rồi. À. Rồi, tiếp theo là test cái CB chống giật loại cóc lớn hộp vuông. Loại này thì của Hàn Quốc. Mẫu này thì hiện tại là em hết hàng đâu. Còn con này còn 2-3 con nữa. Rồi, nhưng mà đã lắp rồi thì cũng test luôn. À. Loại này cũng hết hàng thì đã lắp rồi cũng test luôn. À. Còn đây hai cái bóng đèn này, hai cái bóng đèn 7W loại tích điện này. Emergency là bóng đèn sự cố, khi mà bị mất điện ấy thì nó có thể sáng thêm được khoảng từ 1 tới 2 tiếng nữa ha. Nên các bác lắp đèn cầu thang những gì thoải mái nhé. Lắp đèn cầu thang, lắp đèn chiếu sáng nữa. Để tí nó test cho các bác coi ha. Khi mà nó được sạc đầy từ 10 tới 15 tiếng đó, thì nó sẽ thắp sáng được 1 tới 2 tiếng. Trong này nó có một cục pin. Bóng đèn này em bán có 25.000 một cái à.
tí nữa đi vào review chi tiết ha. Còn bây giờ đi test CB cái đã. Đây các bác nhìn này, dí cái nhảy liền. Nói chung là nhà mình mà có cái CB chống giật này thì rất an toàn nhé. Rồi, hai nhân vật chính. Còn tiếp theo là con CB chống giật cốc nhỏ loại 30A nhé. 30A. Phải lắm hết nhé. Đây, tay em để này. Đấy nha. Rất là nhạy luôn ạ. Rồi. Mấy con như này về lắp cho bình nước nóng lạnh, cho tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa hay lắp những thiết bị nhỏ thì quá là ok luôn. Rồi tiếp theo này ha. Đây con này là con 15A dòng dò 10mA này. Con này 65.000 này. Đó, tay em để này, dí cái là đã nhảy liền rồi. Đợt này em về được mới lấy được ba con bơm này là bơm áp, con này bơm áp cao, hàng này hàng nội địa của thằng Nhật Bản ha. Con này em có tra giá rồi, con này nếu mà anh em mua mới không á thì nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu cho con mã là IQ 400, 500. Nhưng con này IQ 600. Đâu con này IQ 800 nên mã giá nó sẽ cao hơn. Nó phải tầm 5 triệu mấy 6 triệu. Con này hàng nội địa của Nhật. Xài được điện áp từ 110 tới 220V. Ha. Con này có thể đẩy cao đẩy xa này. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy không? Quay sát thì các bác coi. À, đây là cái mã của nó nha. Các bác có thể tra giá luôn cũng ra được. À. Con này có công suất là 1 ngựa. Xài điện áp 110 tới 220V ha. Dòng mắc của nó là 5.5A này. Thì con này dùng để bơm đẩy xa, đẩy cao. Bơm này bơm áp ha. Rồi cái này nó có cái chức năng là chống cháy. À, khi mà motor bơm mà nó không có nước á, thì nó sẽ tự ngắt. Nó bơm khoảng tầm 1 phút mà nó không có nước nó đi á, thì motor nó sẽ tự ngắt, vì ở đây nó có cái này này. Nó có một cái phao, nó có một cái van an toàn. Khi mà motor nó bơm ấy, nó có áp lực ấy, thì nó sẽ đẩy cái phao này lên. Thì cái bơm nó mới chạy. Còn bình thường nếu mà không có áp lực ấy, thì cái phao nó nhả xuống. Thì trong khoảng 1 phút thì trong này nó có cái rơ ne thời gian ấy. Nó đếm trong khoảng 1 phút mà nó không có đẩy được cái phao này lên ấy, thì cái bơm nó sẽ tự tắt, để tránh tình trạng là bị cháy bơm. Đó. Thì một con như này em bán với giá là 700.000 nha. 700.000 trừ gồm phí vận chuyển, thì con này nó phải nặng cỡ hàng nội địa của Nhật Bản, xài điện từ 110 tới 220V. Hàng tất cả test hết ok hết rồi. Rồi thì có 2 dây thì anh em cứ nắp 2 dây, dây nóng dây nguội, anh em cứ nắp thoải mái, điện 220 là điện xoay chiều, nắp thoải mái ha. Đấy thôi. Đây này nó còn có cái đầu này. Nó còn cái đầu này để bơm hơi tăng áp lên này. Anh em thấy không? Cái đầu van này dùng để bơm hơi để cho nó tăng áp đẩy lên nữa đó. Em có tra cái mã về cái giá tiền ấy để ép vào cho các bác coi. Đó. Thì con này nó khác với bọn kia là nó dùng cái đầu cút. Anh em phải về anh em mua cái loại đầu cút ra cửa hàng điện nước ấy, nó sẽ bán một cái loại đầu cút như thế này. Thì về anh em nối ống lên thì mới được ha. Còn bình thường ống tròn để đây nó không được. Đây thì nó bắt bằng ốc này. Nó bắt bằng ốc gen hai bên.
bên này cũng vậy. Em có ba con, một con đang vứt ở dưới ạ. Có ba con giống như này ha. Thì 700 ngàn một con nha. Em có ba con thôi. Bữa giờ đang tìm mua cái nguồn cục đổi nguồn 110 tới 100V, 110V để chạy thử cái đống test thử cái đống máy khoan máy mài cầm tay cho các bác. Bữa là hàng này thì nó là hàng nội địa của thằng Nhật Bản nhưng mà được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Đâu chỗ này còn 30 con này. Bữa 50 mấy con bán đi được 20 con này. Rồi còn cái kia thì em vẫn bán 250 con. Về thì các bác xài điện 110 thì các bác chỉ cần đấu dây vào thôi. Còn điện 220 á thì các bác phải cuốn lên hoặc là qua cục đổi nguồn mới được nha. Rồi, ra qua mấy cái đầu quạt này thế này nha. Rồi, thì đầu quạt đợt này em có hai model nha, làm được hai model luôn. Bữa nào có một model, đợt này thì làm hai model. Model này á thì dùng điều khiển bằng tay hoặc điều khiển bằng remote ha. Model này thì không có chống ngược cực. Lại điều khiển bằng remote này thì không có chống ngược cực ha. Và cái tốc độ vòng quay thì đã được em lập trình em giảm rồi. Con này á thì nó không mạnh bằng con này. Nếu nói về tốc độ quay á thì nó không mạnh bằng con này. Hai con thì con này có thể chạy. Bữa có quay có test cho các bác rồi đấy. Con này chạy vòng quay, nếu mà chạy mắc thì vòng quay nó lên tới 6.000 vòng tương đương với con motor này, nó được kích lên đến 30W. Con này thì motor 21W thôi. Hàng này hàng motor không chổi than ha. Con này thì có chống ngược cực này. Con này chạy bằng dimmer, nút vặn dimmer. Thì con này có chống ngược cực. Còn con này thì lại không có chống ngược cực. Con này thì chạy bằng điều khiển bằng tay, có qua cái nút bấm hoặc là điều khiển bằng remote. Đó, thì cái này là có cái mắt này. Cái nút này điều khiển bằng tay này. Ấn 3 lần tương đương với 3 tốc độ. Hoặc ấn lần thứ 4 thì nó sẽ tự tắt nha. Đó, cái dây đỏ là cực dây đỏ là cực dương, dây đen là cực âm. Vậy thôi. Còn cái này về anh em lắp vào mấy cái đầu quạt cũ là thoải mái ha. Thì cũng bây giờ vẫn bán, giá vẫn vậy, 350.000 một đầu. Anh em lấy thì anh em lấy loại nào cũng được. Là lấy loại đầu không điều khiển bằng dimmer thì anh em nhắn tin hoặc gọi điện mà lấy mẫu điều khiển bằng dimmer, hoặc muốn lấy mẫu điều khiển bằng cái remote điều khiển từ xa hoặc là điều khiển bằng tay thì loại lần này thì bằng điều khiển bằng remote thì anh em cứ nói vậy thôi là em biết rồi. Vì hai cái này thiết kế nó khác nhau, nó chỉ có giống nhau về cái đầu quạt, cái khung thôi, nhưng về cái phần mạch chạy nó khác nhau. Đấy, hai phần thì mạch chạy nó khác nhau. Đây có mỗi con chip con này, có con chip nhớ con này, mà bữa giờ đặt mua mãi mới có. Hàng này là về phải làm chương trình mà cho con chip này để nó điều khiển cái quạt, chứ không phải là cứ mua về nắp về là nó chạy được. Đó, phải lập trình viết mã code xong nạp code vào cho con chip này để nó điều khiển cho cái quạt này chạy. Còn cái motor này là motor không chổi than, tháo từ những cái máy photocopy á. Hàng này thì em bao chạy cho các bác chạy vài năm cũng không bao giờ hỏng. Thì trừ khi là các bác làm cháy cái mạch này thôi. Còn cháy thì cái mạch này thì liên hệ em bán cho cái mạch mới về nắp vàng là lại chạy bình thường. Còn motor là motor không chổi than, nó trong là nó dùng cái nó gọi là motor điện này, trong này nó có nam châm. Vậy thôi. Chạy êm ru, cái này được đóng bạc đạn hai đầu rồi ha. Ở 350 một đầu ha. Rồi, tiếp theo
mới thêm một cái model nữa. Loại này thì nó rất nhỏ gọn, lắp sẵn luôn cho các bác, về chỉ việc cắm nguồn rồi chạy thôi ha. Thì cái này dùng cánh B2, dùng cánh B2 có lồng sẵn hết rồi. Con này là con motor của Lidex 10W nha. Thích hợp cho anh em để trên xe ô tô hoặc anh em để văn phòng. Làm văn phòng hoặc để trên xe ô tô thì nó rất là hợp lý. Thì một bộ như này, một bộ hoàn chỉnh như này nha. Một con hoàn chỉnh như này em bán với giá là 250.000 nha. Đó. Điều khiển bằng dimmer ha. Dimmer này thì có chức năng tắt mở luôn. Đó. Dimmer có chức năng tắt mở luôn. Rồi để cái này thì em cũng có bán thêm, cái này mình có thể chạy em cũng có bán thêm một cái cục nguồn của nó, nếu mà anh em lấy thêm cục nguồn nữa thì nguồn của Sonly này, cục nguồn này thì cục nguồn 12V 12V mắc là 5A, chạy cho con quạt này thoải mái. Con này ăn dòng mắc thì chỉ có 1A thôi nha. Thì con này mình có thể chạy điện áp từ ổn định của nó thì từ 8 tới 12V nha. Rồi nè. Vâng. Chạy ầm ầm luôn á. Rồi, chạy mắc luôn. Các bạn nhìn cái ông gió thổi à. Cách xa cả mét á, gió thổi rất là mạnh luôn. Đó này. Đó. Thì con này em bán với giá là 250.000 thì đã lắp hoàn chỉnh này cho các bác rồi nha. Đã lắp hoàn chỉnh như này cho các bác rồi. Thì 250.000. Nếu mà các bác lấy thêm nguồn nữa thì thêm 100.000 nữa. Cái nguồn này nguồn xịn của Sonly thì thêm 100.000 nữa. Đấy thôi. Rồi. Tiếp theo, búa. Búa để quắt này thì em cũng về được ít thôi. Búa này thì là búa mới, chưa qua sử dụng nha. Các bác nhìn này. Đầu ránh vẫn còn nguyên. Nhưng mà cái này thì nó sẽ có những cái vết lỗi ở cán như thế này. Em cũng nói trước các bác nha. Là ví dụ này nó có những cái vết lỗi cán như thế này thôi. Về các bác xài thì không có vấn đề gì hết nha. Búa thì còn đẹp 90-95%. Nó chỉ có bị lỗi cái cán này thôi nha. Có những cái vết lỗi cán này trong quá trình vận chuyển hay gì đó thì không biết. Hoặc trong quá trình mà nó sản xuất thì nó bị lỗi cái cán này. Còn búa này thì chưa qua sử dụng. Cam đoan với các bác, cam kết với các bác là búa chưa qua sử dụng. Thì hiện tại đang còn loại 20OZ và loại 22OZ. Thì 20OZ em bán với giá là 300.000 và 22OZ em bán với giá là 320.000, chưa gồm phí vận chuyển nha. Búa tạ để quắt thì còn ít thôi. Loại 22OZ thì nó mới có cái rãnh để anh em gài đinh nhá. Trong này nó bị mất cái cục hít rồi, thì em sẽ khi nào các bác mua thì em sẽ cho thêm các bác cục hít rồi. Đó. Mẫu 20OZ sẽ không có rãnh gài đinh. Đây con này là 20OZ này. Con này 20OZ này sẽ không có rãnh gài đinh. Còn 22OZ thì mới có rãnh gài đinh nha. Đó, đây nó cũng chỉ nó bị lỗi cái cán này như vậy thôi này. Con này lỗi như này vậy thì chắc là trong quá trình nó sản xuất nó bị lỗi. Còn búa thì là búa chưa qua sử dụng nha. Có con rất là đẹp ấy. Rồi về mình xài thì cái búa này trên thị trường thì ở Việt Nam mình anh em không thể tìm mua được. Búa này nó sản xuất và nó bán ở thị trường nước ngoài, mình không có đâu, chỉ có anh em bán hàng bãi thì mới có nhập được những cái này thôi nhé. Chứ còn mà các bác cứ ra đại lý hoặc cửa hàng của thằng Dewatt xem những cái mẫu búa như thế này nghe, trong đó nó không có bán nha. Nó chỉ có bán ở thị trường nước ngoài thôi. Rồi, thì con 20OZ thì giá là 300.000 và con 22OZ này thì giá là 320.000. Đó là búa. Tiếp theo.
con búa rìu Husky. Husky của Mỹ. Con này mới này. Còn nguyên tem này. Còn nguyên tem mác các con thì còn nguyên tem mác các con thì không. Búa này thì em có hai mẫu, một mẫu cán này thì nó là cán sợi thủy tinh. Thì con này giá là 300.000, chưa gồm phí vận chuyển. Con này nặng 1 kg. Búa thì trước giờ em cũng làm cái video chi tiết cũng nhiều rồi, giờ thì có giới thiệu qua thôi nha. Búa Husky cán sợi thủy tinh nặng 1 kg, giá là 300.000. Con này thì em bao tụt cán gãy cán cho các bác nhé. Cán sợi thủy tinh này nó rất là bền dẻo và đầu búa này nó đều được đúc đổ keo hết rồi. Cái phần xanh xanh này nó là cái phần đất sét người ta nhét vào đây để người ta đổ keo á. Thôi thì có con rất là mới, 300.000 một cây ha. Rồi đây con này là con cũng của Husky nhưng mà con này là con cán đúc, còn nó đúc cán xuống tận đây này. Nhưng mà cái phần dưới này nó được đóng một cái cán cao su nữa ha. Đó, cái phần nó có phần lưỡi này cũng như là cái phần đầu này để cho anh em đóng đinh cũng được này ha. Đầu này đóng đinh, phần này để bổ củi chặt cây này. Búa cán đúc của Husky nha. Con này thì em bán với giá là 330.000 một cây này nha. 330.000 một cây. Con cá sợi thủy tinh kia thì 300, còn con cán đúc này thì 330.000 một cây. Đó. Có con đẹp, có con. Con này thì nó chưa vệ sinh, con này chưa vệ sinh. Con này để kho lâu ngày thì chắc nó lên cái màu này. Còn lưỡi, tất cả hàng này em bao cho các bác là chưa qua sử dụng nha. Em bao cho các bác là hàng em bán là chưa qua sử dụng. Đấy thôi. Nó có phần rãnh này để cho anh em lạy đinh này. Lưỡi thì để chặt cây bổ củi, anh em đi rừng, đi phượt thì thoải mái nhé. Còn những cái này về anh em đánh qua là đi, sáng bóng liền. Đánh qua nó đi thì nó sáng bóng như này. Còn cái này nó để kho nó lâu ngày thì nó sẽ lên cái màu đen đen này. Con này nó được sơn qua một cái lớp sơn tĩnh điện rồi ấy, nhưng mà cái phần này thì nó để lâu ngày thì nó bị bong chóc, nó lên men, lên hàn dĩ, lên màu rồi. Nó quay đi là sạch nha. Vậy thôi. Cán đúc này thì 330.000 một cây, còn cán sợi thủy tinh thì 300.000 nha. Đó là về búa rìu. Rồi về búa tạ thằng này của thằng Đế Quát nha. Búa tạ này thì nó không có lỗi lầm gì hết luôn nha. Hàng này là chưa có lỗi lầm, cái cán này về lấy xà bông lau đi nó sáng bóng hàng như hàng mới luôn. Còn thế này tay chân em cũng vẫn cầm đó, cầm vào là sẽ có vết dơ. Búa tạ Đế Quát thì 4IBS này thì nó vào 2.2 kg nha. Búa bằng cán thì bằng sợi thủy tinh. Búa thì nó có một đầu gù này để cho anh em đập phá này, một đầu tròn thì để đóng này ha. Con này nặng 2.2 kg, kích thước thì bữa cũng đo rồi. Nếu mà con này mà anh em về đập phá thì bao ngon. Con này thì 300.000 một cây nhá. Loại 2.2 kg này thì nó có mấy mẫu nè, có mẫu đầu gù với tròn đây này, hoặc là cái mẫu đầu này, mẫu đầu nhọn này ha. Đợt này loại này về được loại búa tạ đợt này em về được khoảng gần 200 cây á. Đây vứt ra đây mấy mẫu cho anh em coi, còn đâu vứt trên kho trên trận này. Đó, nhìn mới tinh luôn này. Để Watt 4IBS cũng là 2.2 kg thì nó có một cái đầu này đầu nhọn dùng để cho anh em đập phá này, còn đầu này đầu tròn để cho anh em đóng đinh. Rồi. Con này cũng 300.000. Nói chung là búa tạ thì em bán đồng giá 300.000 một cây hết. Nó có gồm 2.2 kg, 1.6 kg và 1.1 kg. Có những con đầu rất là lạ luôn. Những con này thì chắc có mấy cây à? 1-2 cây à? Đây, con này cũng vậy, con này cũng 2.2 kg này. Cũng của Đế Quát. Nhưng mà con này thì chắc là model khác. Đế Quát nếu mà nói về đến cái dòng búa tạ của nó thì nó có mấy model ạ?
Rồi con này cũng 300.000 cây. Con này đâu có 1-2 cây thì không có nhiều, còn cái mấy đầu kia thì nó lại nhiều. Rồi của chỗ này là đống 2 ký 2, ông xuống cái kia 1 ký 6 với 1 ký 1. Rồi tiếp theo, búa này là búa đóng đinh đến từ thương hiệu Head của Mỹ à. Rồi búa thì hàng tồn kho chưa qua sử dụng nha. Búa thì cán búa thì làm bằng sợi thủy tinh, có cái phần loại này thì nó có cái phần gài đinh để cho anh em gài đinh và anh em đóng à. Ở đây nó mất cái cục nam châm này, khi mua hàng em sẽ cho thêm cái cục nam châm vào đây cho các bác nha. Loại này thì bán 200.000 một cây nha. Loại này 16 OZ thì nặng 750g nha. 16 OZ nặng 750g. Làm các bác làm gia đình ok. Nói chung trên thị trường kiếm được cây búa này hiếm. Chỉ có mấy anh em bán hàng bãi nhập hàng về với nhau thì mới có bán cho các bác, còn các bác ra cửa hàng là không có. Rồi 200.000 một cây. Hàng này em bao tuột cán gãy cán cho các bác. Cán búa là một sợi thủy tinh thì nó rất là dẻo, nó rất là chắc chắn nha, không bao giờ gãy được. Bao tuột cán gãy cán cho các bác đó, thì nó là hàng kho hàng bãi nên nó sẽ có những cái vết màu gì như này, nhưng mà hàng nó là hàng chưa qua sử dụng, về các bác vệ sinh đi là hết sạch nha. Đó là nói trước các bác vậy. Rồi. Tất cả này nó làm bằng thép, xài rất là bền, nó không có như mấy cái con búa của Việt Nam. Và này thép bền, có những con rất là mới. Đây. Tiếp theo nữa là búa đóng đinh cán đúc của Husky. Rồi, các bác nhìn này, loại em búa Husky này thì em có 16 OZ và 20 OZ, 22 OZ thì tần này nó lại không có. Tần này nó chỉ có 16 với cả 20 OZ thôi. Đó, các bác nhìn này còn mới đến 90% á. Này. Hàng ngày thì nó dùng lâu này, đợt này mua lô búa này về thì nhiều con đẹp lắm. Nhìn như mới luôn. Rồi. Thì con này á, em để ý này, nhập về mới biết này. Nó có ghi là Made in Việt Nam. Thì vậy là cái con hàng này thì nó được sản xuất tại Việt Nam này, nhập công về đây, nhưng mà hàng này là Made in Việt Nam. Thì con này nó được sản xuất tại Việt Nam mà, và nó xuất đi ra thị trường nước ngoài. Con này các bác tìm ở các cửa hàng và đại lý bán đồ cơ khí của Daewoo hay là của Husky á, thì nó sẽ không có cái búa này đâu, vì cái búa này nó chỉ có sản xuất Việt Nam nhưng mà nó xuất đi thị trường châu Âu. Ha. Các bác tìm mua sẽ không có. Hàng này thì nó cán đúc nguyên khối, ở đây nó được đóng cao su ở ngoài. Con này nó cũng có cái rãnh để gắn đinh. Cái này nó mất cái nam châm rồi. Thì khi mà các bác mua em sẽ cho các bác cục nam châm để vào đây. Ha. Hàng mới 90% luôn. Thì con này giá là 200.000 một cây nhé. 200.000 một cây. Búa Mỹ mà còn rẻ hơn hàng tàu luôn á, là 200.000 một cây. Em bao tuột cán gãy cán, cái này thì không có thể gãy cán được. Cán này là cán đúc. Em bao cho các bác luôn, nó nhìn mới 100% rồi. Nha. Rồi. Tiếp theo là con búa tạ. Con búa tạ này thì 1 ký 6, con này cán ngắn. 1 ký 6 có con cán ngắn, có con cán dài, con này cán 20 cm, còn con cán dài kia thì 35 cm. 300.000 một cây luôn nha. Thì nó có hai đầu, một đầu gù để phá, một đầu tròn như thế này thì để đóng nha. 3 IBS thì nó vào 1 ký 6, cũng giá là 300.000 luôn. Đây. Rồi tiếp theo thì con này là 2 IBS, thì con này nó 1 ký 1 nha. Hàng này của Daewoo thì 1 ký 1. 1 ký 1 giá cũng 300.000 luôn. Thì các bác vừa tay con nào ưng con nào thì các bác lấy con đó thôi.
còn giá hàng của em nhập đầu vào bằng giá, đầu ra em sẽ bán bằng giá hết. Còn thường thì những anh em kia người ta sẽ phân loại ra, ví dụ như con 2 ký này người ta bán giá khác, loại ký 1 bán giá khác, ký 6 bán giá khác và 2 ký 2 bán giá khác, còn em bán đồng giá 300.000 một cây nha. Rồi thôi, con này cán là nó là 20 cm, nói chung là con này làm gia đình phù hợp, cũng phù hợp ha, đập phá gia đình cũng phù hợp nha. Cá này về mình vệ sinh bằng cái xà bông đi là sạch. Cái này dùng cái xà bông đánh qua đi là sạch bóng. Cái này nó để kho lâu ngày thì nó sẽ bị lên cái màu như này, nhưng mà dùng cái máy mài đánh qua đi nó cũng sáng bóng hết nha. Rồi, đó là hết phần búa rồi. Tí nó lên búa tạ, búa rìu với cả cúc chim ở trên kia thôi. Rồi, tiếp theo em về thêm được lâu, cái này là cái mũi hàn ha. Mũi hàn này thì có công suất là 80W. Đợt này em về thêm được một lô đầu hàn chì ha. Hàn chì này thì có công suất là 60W, điện 220 60W, và cái này nó có thể chỉnh được nhiệt này, có thể chỉnh được nhiệt độ thì bằng cách vặn cái dimmer này xuống tăng giảm. Nó có thể tăng từ 200 tới 400 độ ha. Và thấy cái như này nó có cái nút thì có thể tăng từ 200 tới 400 độ. Thì một bộ như này em bán với giá là 120.000. Thì một bộ nó gồm có cái gì? Gồm có một cái que hàn này, một cái đế này, anh em cậy cái này lên để em để cái đầu hàn. Và 1 2 3 4 5 cái mũi hàn nữa để cho anh em thay ha. Có 5 cái mũi hàn để cho anh em thay. Mũi hàn này nó làm bằng đồng á. Cái này nó làm bằng đồng á. Đồng mà nó mạ một cái lớp mạ ngoài rồi ha. Thì một bộ như này, giá là 120.000 thì gồm có một đầu hàn, một tay hàn này, một cái đế đẻ này và 5 cái đầu hàn nữa để cho anh em thay ha. Là 120.000 một bộ. Rồi, em về thêm được một ít bình xịt RB7. RB7 ha. Thì hàng RB7 này thì nó có dung tích, hàng này thì chắc là nhiều bác biết thì nó dùng để làm gì rồi. RB7 này thì nó dùng để bôi trơn này, làm sạch này, làm mát này, hoặc tẩy rửa ha. Đó, thì các bác làm về điện tử, về cơ khí, nhất là các bác nào mà nhà hay mọc vạch á, hoặc là làm tháo mấy những con ốc han gì á, thì xịt cái này xong rồi vặn thì vặn ra nó rất là dễ. Rồi, hàng này đâu, cái này nó dung tích là bao nhiêu đây, 493 ml nha, và tương đương 350 g. Cái này thì các bác để lưu ý này, cái này á, nó là dung môi nên nó rất là dễ cháy. Các bác nói chung là để chỗ nào thoáng mát ha. Đây nó có những cái cảnh báo này, nó cũng có những cái bảng cảnh báo này, các bác để ý là nhất là tránh tình trạng để vào những khu vực mà nó có lửa, thì cái này nó cái này nó bắt lửa rất là bén. Khi các bác xịt và các bác để ý là các bác tránh xịt vào những khu vực mà nó có lửa, còn nó cháy như gà. Rồi, thì một lọ như thế này, nọ này nó cao tới 20 cm ạ. Mua một nọ này xài bao giờ mới hết. Dung tích cái lửa lít ạ. Một nọ này em bán với giá là 70.000. 70k ha. Một lọ này em bán với giá là 70k nha. Nếu như trên thị trường thì bữa em có đi em mua một cái nọ con đấy, nọ con này. Mua để về vệ sinh đó. Đây lấy cho các bác coi. Đó, con này nó đã bán cho em là 70.000 này. Đây, một lọ con này nó bán em là 70.000 nha. Một lọ này sản xuất tại Trung Quốc. Đây, một lọ 150 g 211 ml. Lọ này nó đã bán
cho em là 70.000 mua ở cửa hàng điện nước ạ. Còn lọ này lớn gấp đôi, giá là 70.000 nha. Nhập được với số lượng khoảng mười mấy hai chục thùng ạ. Thoải mái cho các bác. 70k một lọ nha. Tiếp theo là em đợt này thì em có về hai model. Cái bộ điều khiển tắt mở từ xa thì cái này nó thích hợp cho các bác làm vào nhiều thứ như tắt mở motor, tắt mở bơm, tắt mở đèn đóm ha. Nói chung là tắt mở nhiều thứ, không nhất thiết là phải tắt mở đèn đóm. Thì giờ lần này em về có hai mẫu, mẫu 30A và mẫu 40A ha. Thì đây nó có hai mẫu này, mẫu lớn, mẫu này thì chịu được tải lớn hơn, là mẫu này 40A còn mẫu này 30A. Đó, hai mẫu khác nhau, mẫu 40A thì nó lớn hơn mẫu 30A. Thì mẫu bộ remote của Hotnet này á thì giá mẫu lớn là 250k, mẫu nhỏ này là 220k ha. Ok, mẫu nhỏ này thì các bác lắp cho motor dưới 5 ngựa, còn lớn này thì các bác lắp cho những cái thiết bị dưới 7 ngựa đấy thôi. Bộ điều khiển cái này thì điều khiển xa từ 1.000m nhé, 1.000m, nhưng với điều kiện là nó phải thông thoáng, vì cái này nó điều khiển qua sóng FM á, sóng radio á. Nên mà khi mà nó có vật cản thì cái độ chiều dài điều khiển của nó sẽ thấp hơn. Em thì nhập cái này về á, bán cho các bác là một phần, nhưng mà em dùng để em làm cái hộp điều khiển điện cho mấy bác làm tưới lan á. Thì cái này em chỉ dùng em làm cho mấy cái bác bộ điều khiển bơm, rồi bộ điều khiển bật sáng đèn, hoặc hộp điều khiển điện cho những cái bác có nhu cầu thiết kế bộ điều khiển bằng điện ấy. Chứ còn con này thì nếu như mà nắp điện trực tiếp vào thì con này chịu được tải không có được cao. Đó. Rồi, một bộ 30A này thì giá là 220 này, bộ 40A thì giá là 250 này nha. Rồi. Hàng của Hotnet. Cái bộ này là cái bộ điều khiển phao điện cho cây bơm á. Loại này thì dùng điều khiển phao điện để tránh tình trạng mà anh em cấp pha nóng lên cái bể nước ở trên sân thượng ấy. Thường trước đây thì toàn là cấp cái dây nóng lên cái phao điện, và trong cái quá trình xài sử dụng lâu ngày thì cái dây nóng ấy cấp lên trên ấy sẽ bị rò rỉ điện, mà không may các bác lên các bác sờ vào bị giật thì bị té. Còn bây giờ nó sẽ thiết kế thêm một cái loại cái phao điện như vậy, điều khiển bơm như vậy, thì nó sẽ cấp cái nguồn 12V lên trên cái phao điện, thì khi mà các bác sờ vào điện giật thì nó không có bị giật, rất là an toàn ha. Thì cái này nó cũng lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Điện này thì có gồm hai dây này thì các bác cấp điện 220V này, hai dây này thì các bác cấp điện vào cái bơm này ha, còn hai dây này thì các bác đấu vào cái phao điện á, cái phao điện lắp trên bồn á. Cái hai cái dây này thì nó cấp điện lên là nó chỉ cấp điện nguồn 12V thôi. Khi nào mà cái phao nó cái bồn hết nước thì cái phao nó giật xuống thì cái hai dây này sẽ chập vào lại với nhau, thì nó sẽ xuất cái điện 12V về trong cái bộ điều khiển này, thì nó sẽ đóng cái relay cấp điện 220 cho cái bơm nó chạy thôi, rất là an toàn. Thì một bộ như vậy em bán với giá là 250.000. Cái bộ này thì nó được bảo hành 12 tháng nhé. Bộ này thì nó được bảo hành 12 tháng, giấy tờ thì ok hết, hàng này hàng công ty. Thấy ok em nhập về bán, bữa giờ bán cho các bác cũng hơi nhiều rồi. Đó, giấy tờ hướng dẫn đầy đủ hết ha. Nó có hướng dẫn lắp đặt, nói chung là lắp đặt ngày cũng rất là dễ luôn nha. Đó, có thể lắp được phao cạn này, phao chống cạn này, phao lỗi này, đủ cả. Đó, có hướng dẫn lắp đặt cho các bác này. Nói chung là các bác lúc nào cũng lắp đặt được.
hoặc là em có cái video hướng dẫn lắp đặt thì em sẽ chèn vào cho các bác coi nha. Thì bộ bộ này là giá là 250 nha. Bộ điều khiển bơm điện 12V an toàn 250. Rồi cái này là cái phao phao cơ. Cái phao cơ này thì của bên chỗ Đại học Bách Khoa, mấy anh em người ta làm. Đó. Phao cơ thế hệ mới của bên Đại học Bách Khoa nhé. Loại này thì được bảo hành 1 năm, dùng ống phi 27. Cái này thì nó lắp ở cái phần này, có cả phiếu bảo hành này. Đây, có phiếu bảo hành hết nha. Cái này thì nó lắp ở cái ống nước, cái đầu ống nước mà nó ra chỗ cái bồn á. Khi mà nó đầy á thì nó sẽ tự đóng lại cái phao này thì nước nó sẽ không có chảy nữa. Nhà em bữa là cái đợt bữa xài cái loại phao cơ mà cái loại phao tròn, phao đồng tròn á. Đấy, xài lâu rồi thì cái đầu cao su nó bị mòn. Cái áp lực nước của bên thành phố nó rất là lớn. Khi mà nhà em ở trên tầng cái bồn nước ở trên tầng 4, từ đây lên trên đấy nó phải tầm 20-30 mét á. Nước nó vẫn đẩy lên, khi mà cái phao ấy nó bị hỏng thì nước nó đẩy nó cứ tràn bồn ra. Đó, thì cái phao này nó có cái nguyên lý hoạt động của nó đơn giản lắm. Khi mà nước nó đây, chỉ cho các bác này. Khi mà nước nó đầy á thì nó sẽ đẩy được cái đầu phao này lên. Khi đẩy cái đầu phao này lên á thì trên này nó cái van nó sẽ đóng. Đó. Khi mà nước nó đẩy lên, nó đẩy cái phao ấy lên á thì nước nó sẽ đóng. Rồi, ống phi 27. Cái đầu này các bác lắp vào phần đầu ống của cái ống nước cấp vào bồn này là xong. Đây, nó có hướng dẫn này. Đó. Còn cái này nó có tặng thêm cho các bác một cái đầu giảm từ 27 ra cái này 21. Thì có, nó tặng thêm cho các bác một cái đầu giảm này, các bác nhà các bác dùng ống 21 hoặc ống 27. 27 thì lắp thẳng bằng cái này. Còn 21 thì nó tặng thêm cho các bác cái đầu giảm này ha. Đó, một bộ phao như này thì em bán với giá 200.000 nhé. 200.000. Phao này phao hàng của Đại học Bách Khoa người ta làm 200k. Ok. Hàng này bảo hành 1 năm luôn nha. Máy hút bụi bữa các bác hỏi nhiều quá. Đợt này mới về này. Các bác hỏi cái này thì nó hút bụi, vừa hút bụi vừa bơm xe nha. Thì một bộ nó cái này nó cũng có đầy đủ đồ chơi ấy. Này. Nó có một ống nối dài này. Cái này là ống nối này. Cái này đầu hút này. Cái này cũng đầu hút luôn. Rồi. Nó có tặng thêm cho các bác mấy cái đầu này để dùng để bơm hơi, bơm phao, bơm bóng ha. Thì cái này thì nó dùng bằng cái đầu tẩu. Này đầu tẩu thì cho các bác cắm trên xe ô tô á ha. Còn các bác mà không muốn cắm trên ô tô thì các bác mua cái đầu chuyển từ đầu tẩu ra kẹp và bình ắc quy á, các bác xài cái này xài điện 12V nhé. Thì cái này nó có mấy chức năng lận này. Cái đầu này để cho các bác đây, nó có cái phần dây hơi này. Đây, phần dây hơi này. Gắn vào đây. Gạt xuống, còn cái phần này thì để cho các bác đi vào cái phần bơm hơi, bơm xe, bơm xong thì gạt nó xuống, khóa nó lại để bơm ha. Cái này vừa hút bụi vừa bơm được nha. Này nó có đèn này. Có đèn này. Bơm này. Dây này cỡ dài khoảng 3 mét ạ. Dây đầu tẩu. Cắm vào cái đầu tẩu của xe ô tô nha. Này có 2-3 chức năng lận. Cái này là để hút này. Còn về đằng sau này thì để bơm hơi này ha. Và cái công tắc này để tắt mở cái đèn đây này. Để em lấy cái kẹp bình em chạy cho các bác coi ha. Đây, nếu mà các bác muốn chạy bằng cái bình ắc quy thì các bác mua cái đầu kẹp đổi từ đầu tẩu ra đầu kẹp như thế này.
à, bơm hút hút rất là chắc luôn, bơm này hút rất là khỏe luôn nha. Đó, cái này là bấm đèn này, bấm đèn này, tắt này, bấm tắt này, rồi tắt. Thì cái này các bác có thể lắp thêm những cái đầu hút kia để các bác cái nhé. Còn nhạt về đằng sau thì nó sẽ chạy cái bơm này. Bơm rất là khỏe luôn á. Các bác để ý nhá, cái này nó thể em bịt này nó có lên bơm lên 5 kg luôn á. Đó. Rồi. Bơm rất là mạnh luôn. Này các bác bơm ô tô cũng được ha. Thì một bộ này em bán với giá là 300.000 nha. 300.000 một bộ. Đèn này là đèn emergency, vừa chiếu sáng cũng như là bóng đèn sự cố, là khi mà nó được sạc đầy, khi mà mất điện thì bóng nó sẽ tự sáng và nó sáng được khoảng từ 1 tới 3 tiếng ha. Hàng này là hàng nhập khẩu của nước ngoài, hàng này của Malaysia. À, có tra giá rồi, nó bán đâu khoảng 90.000. Hàng của Malaysia 90.000. Rồi. Thì các bác nhìn thấy vàng vàng này là do nó ở cái hộp này nhỉ. Đó. Hàng này hàng mới nguyên hộp á, nhưng mà các bác nhìn nó bị vàng vàng như này là do nó dính vào cái phần hộp, cái vỏ hộp này nó dính vào vàng vàng. Đấy thôi. Lau đi nó sạch. Thì cái này trong này bác thấy có cái cục tụ, có cái viên pin này, thấy màu tím tím không? Đó là cái viên pin ấy. Khi mà các bác được sạc ở đây thì sạc, và khi mất điện đấy thì cái đèn này nó sẽ sáng, và nó sáng được khoảng từ 1 tới 3 tiếng ha, theo nhà sản xuất này. Sạc từ 8 tới 15 giờ thì nó sáng được từ 3 tới 5 giờ. Đấy thôi. Hàng emergency, led emergency là led sự cố, cho bóng đèn là bóng đèn sự cố nhé. Đây. Bóng này có công suất là 7W nha. Thì các bác lắp cho những cái bóng bóng tầng cũng như là những cái bóng mà đi đi đường hành lang á. Vì thường nhà tầng đi hai đường hành lang nó sẽ có đèn. Và những cái khi nào mà mất điện thì cái đường hành lang nó tối, mà các bác đi xuống tầng nó tối lắm. Bóng này bóng 7W nha. Hàng này hàng của Malai. Có cha thì hàng này nó là hàng của Malai và nó bán đâu ra chỉ tính ra tiền đổi từ ringgit ra thì nó bán với giá là khoảng 90.000. 7W. Đây này. Đây cho các bác coi, đây là nó này. Nha. Hai con này này. Là hai con bóng 7W nha. Đây, em tắt đi nha. À, đây. Đó. Con này chưa có xe. Ta có con này được này. Đây. Đó. Một cái đuôi đèn, cái này nó CB nó tắt hết rồi nhá. Này CB của cái này với cái này tắt hết nhá. Là hai con này đó, lắp vào cái đuôi này, cái này cũng off luôn này, cái này cũng off đi luôn này, off hết rồi nha. 4 cái CB off và đèn vẫn sáng đó. Phải vào cái đuôi này, hai cái đuôi nó kích vào với nhau thì nó mới sáng nhá. Phải thôi, cái đuôi cực âm với cực dương hai cái nó kích vào với nhau thì nó mới sáng. Khi mà nó được sạc đầy thì trong nó có một cục pin thì nó xài được từ 3 tới 5 tiếng. Đó là theo nhà sản xuất. Rồi, bóng này thì em bán với giá là 25.000 một bóng ha. 25.000 một bóng. Đó. Đó.
Rồi, sáng trưng nha. Bóng này có công suất là 7W, bóng led 7W. Trong này nó có một cục pin tích điện. Khi bóng này gọi là bóng emergency. Rồi, thì 25.000 một bóng. Còn đâu đây nữa này. Đó là bóng emergency, còn đây là bóng led cũng 7W. Nhưng mà đấy từ thương hiệu của Comet, hàng này thì bên ban quản lý chung cư người ta thanh lý mới 100% chưa có xài nguyên thùng. Cái này cũng về được mấy chục thùng rồi, này về được 12 thùng 13 thùng nhỉ, 12 13 thùng, một thùng là mấy chục cái. Thì bóng này là bóng 8W, đến từ thương hiệu của Comet. Thì cái này em bán với giá cũng 25.000 một cái thôi. Đó, 7W, 8W. Rồi, cái này xài trực tiếp điện 220. Thì về các bác mua cái nhà mà các bác có cái máng hay cái máng 600 rồi thì thôi, lắp cái này vào. Nó có hai đầu này. Rồi. Bóng 8W, dài 6 tấc thì cũng 25.000 một cây. 25.000 một cây. Và những cái bóng như này á, thì em không có bán lẻ một hai cái đâu nha, em bán combo 5 cái một nha. Vì những cái này đóng hàng đi nó rất là cực. Cái này đóng hàng đi phải đóng cẩn thận, và đóng một hai cái đóng đi là không có lời. Em bán cái loại bóng tiếp 6 này thì giá là 25.000 một cái và đóng đi từ 5 cái nhá. Combo 5 cái một thôi, chưa gồm vi ship nha. 25.000 một bóng. Ở trên thị trường ấy thì em có hỏi là bên nó bán cho ra đại lý nó không, giá là 57.000 một bóng này rồi. Còn đại lý bán đi cho các bác nữa thì nó phải rơi vào khoảng 70 một bóng. Còn này em bán cho các bác rẻ, còn rẻ hơn cả bên đại lý người ta nhập nhé. Đó, hàng này là hàng bên chung cư nó thanh lý. Rồi đây này. Tiếp tục. Này là em về được thêm một loại vòng bi nữa. Hôm nay kho nó báo là có về thêm cái vòng bi 608 để lắp cho những cái máy khoan máy mài nữa. Thì có dặn nó lấy để bữa nào mà rảnh rảnh đi ra kho được thì lấy. Còn hàng này là hàng cái này nó là mã gì đây, 6202 nha. Vòng bi này là vòng bi 6202, hàng Made in Japan nha. 6202 Made in Japan, hàng này hàng chưa qua sử dụng nha. Hàng bãi đây Japan này. 6202. Đó. Thì vòng bi này em bán với giá là 8.000 một cái nha. Để đo kích thước cho các bác nha, 6202. Kích thước ngoài là 40mm ha. Độ dày là 11mm ha. Kích thước lỗ là 14.9mm nha, nó vào khoảng 15 ha. 14.9 ha. Rồi, hàng này thì hàng của Made in Japan. Đó, hàng Japan này. Nó cứ ghi rõ hết nha. À, có Japan này. Cái này nó dập chìm trên cái vòng bi luôn nha. Rồi, đây còn ít vòng bi côn. Để lấy ra cho các bác. Đây là vòng bi côn nhé. Vòng bi côn này thì 5.000 một vòng. Mã là 30202 nhé. Bữa cũng đo cho các bác kích thước hết rồi. Thì vòng bi này, nó vòng bi côn này thì dùng là vòng bi chịu lực. Và chịu lực của nó là chịu lực... chịu lực thẳng đứng từ trên xuống ha. Còn cái loại này là chịu lực ngang. Rồi, thì cái này là 5.000 một vòng. Hai con này thì rất là kích thước. Để đo lại kích thước, bữa cũng đo kích thước cho các bác rồi, giờ đo lại thôi. Rồi, để em đo lại cho các bác coi nha. Con này bề ngoài là 35 nha, 35.13mm này.
dày của nó là 12.76 này. Kích thước lỗ là 14.76 nha. Cái này thì 5.000 một vòng. Nặng quá. Hàng này hàng 8 kg, chưa qua sử dụng. Hàng này của Husky 16 IBS thì nó vào 8,5 kg. Thì con này là 750.000 một con nha. Các bác về, nhất là mấy bác hay làm ô tô á, hay lấy của em lắm. Hay làm lốp ô tô, xăm lốp ô tô là các bác hay lấy những con lớn như này các bác đập lốp. Thì con này về đập phá tường bê tông hay gì thoải mái luôn. Thì con này hạng nặng 750.000 một con. Kích thước thì cũng đã giới thiệu rất là kỹ ở những cái video trước rồi. Còn nguyên tem mác luôn đó. Thì đây, con này 10 IBS, con này 6 kg, con này thì 600 nha. Đó, các bác nhìn này, mới bóng loáng luôn. Cán búa này thì được đổ keo đúc hết rồi. Loại này thì em bao tụt cán gãy cán cho các bác nhé, cho ô tô cán qua nó cũng không gãy đâu. Đó, này. Còn nguyên tem mác á. Yeah. Rồi, bố Husky con loại 6 kg này thì giá em bán 600.000 nhé. Rồi giờ đến búa rìu đi, búa tạ thì búa tạ bữa rồi còn của thằng Hét nhưng mà đợt này Hét hết rồi. Giờ nó chỉ về được thằng Husky thôi. Tiếp theo là búa rìu. Búa rìu thì của thằng Đế Quắc nha. Búa rìu Đế Quắc. Cái này cho anh em bổ củi chặt cây, đi rừng. Kích thước cũng có đo cho các bác hết rồi, thì sẽ để chèn cái video hình ảnh về kích thước cho các bác coi nha. Đó, để ra coi. Hàng thì bao cho các bác là hàng chưa qua sử dụng nha. Thì cái lưỡi này trong quá trình mà nó vận chuyển thì nó bị va đập này, nó sẽ có vết sứt sứt một tí, thì em có thể là em sẽ mài đi cho các bác nhé. Con này là chưa có mài gì hết, cái lưỡi nó sẽ không được đẹp đấy. Bán hàng nào em nói vậy, chưa có lưỡi này em, khi mà giao cho các bác em sẽ mài đi cho các bác cái lưỡi ha. Còn cái này nó dùng bằng thép tôi thì quá ngon này, để quát này, đúc keo hết rồi này. Con này thì nó nặng 3,5 kg nha, bổ củi chặt cây thoải mái ha. Con này cũng 600.000 một cây, chưa còn phí ship nhé. Đó là búa của thằng Đế Quắc. Đâu đây, búa Husky này. Búa Husky thì con này nó dị hơn, là nó có phần thêm cái phần gọi là sóng, cái phần trợ lực ở phần hai bên này. Thì con này chuyên về bổ củi là chủ yếu. Con này sẽ chuyên về bổ củi, chặt cây cũng ok ha. Nó sẽ có cái phần gồ này để khi mà anh em bổ củi thì nó có cái lực nó tách ra nhiều hơn nha. Đó, con này cũng xa giá là 600.000, con này cũng nặng 3,5 kg luôn. Cán cũng làm bằng sợi thủy tinh và bao tụt cán gãy cán cho các bác luôn nha. 600.000 một cây. Con này nó có cái phần đầu cán này cho anh em đập được này, dùng để đập nha. Như làm như một cái đầu búa được ha. Rồi. Tiếp theo nữa là con quốc chim Hét. Hét này, Hét của Mỹ nha. Hàng chưa qua sử dụng. Rồi cán búa đóng ngược, bao tụt cán gây cán cho các bác luôn. Cán búa thì làm bằng sợi thủy tinh nha. Đây là các bác làm vườn bên quận 8 hay mua của em lắm. Mấy ông nhà vườn bên quận 8 mỗi lần ông sang ông lấy 5-7 cái. Rồi, các bác nhìn này, hàng chưa qua sử dụng. Đó, để lâu thì nó lên cái màu này, mài qua nữa nó sáng bóng hết nha. Rồi, con này là con của Hét. Con của Hét thì nó khác với của thằng Husky. Con của Hét thì của Mỹ thì nó sẽ có cái cán, nó có một cái phần móc này để cho anh em treo lên. Đó, thì nó có cán xanh, cán đỏ. Lần này về cũng được mấy chục cây này. Rồi, tiếp theo là con quốc chim của thằng Husky. Hai con này nhìn nhau thì em thấy khác nhau có mỗi cái phần cán thôi. Kích thước thì cũng 3,5 kg như nhau. Kích thước thì cũng nhau 3,5 kg.
Đó. Thì các bác thích loại thì lấy. Loại Husky cũng 600 ngàn một cây, loại Head cũng 600 ngàn một cây, chưa gồm phí ship. Vậy thôi. Bữa giờ cũng giới thiệu rất là kỹ ở những cái video trước rồi. Đây, video này em không giới thiệu nữa nha. Đấy, cũng 600 ngàn một cây. Đây. Còn cái đống này cuối cùng còn 70 cuộn nên giờ còn có khoảng 12 cuộn này. Hàng loại ống 65 kia thì bán hết rồi. Ống 65 kia 30 mấy cuộn này bán hết rồi. Rồi, ống còn đây ống phi 40 dài 20 mét. Giá là 270.000 một ống và chưa gồm phí vận chuyển. Cái này nó nặng 3,5 kg một cuộn. Một cuộn 3,5 kg. Hàng này hàng nội địa của Nhật nhé. Đây này. Hàng mới. Đó. Nó có chữ Nhật. Đây. Đây. Hàng nội địa của Nhật. Các bác coi nhé. Rồi 270.000 một cuộn phi 40 dài 20 mét. Khớp nối nhanh à. Này các bác về mua tưới cà phê là thoải mái luôn. Bữa giờ mấy bác ở măng cút, măng gì đó các bác mua cũng nhiều lắm. Mỗi bác 5-10 cuộn không à. Rồi, cái này em chỉ còn khoảng 10-12 cuộn hết nhé. Là hết rồi. Còn ống phi 65 ba mấy cuộn là mấy bác lấy hết rồi. Ôi, ok, em xin dừng cái video tại đây. Thì bác nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn cái nút chuông để nhận được những cái video mới nhất từ em nhé. Rồi, em xin chào các bác và em xin dừng cái video tại đây nhé.